Lạy Cha Trương Bưu Diệm. Dạ thưa, tên của cháu là Crystal Nguyễn. Cháu 13 tuổi á, cháu dùng xe ga ma túy. Cho lâu lắm rồi, xong á đi vô tù, xong đi ra tù. Tại vì ảnh hưởng với mấy bạn bè xấu á. Xong á mẹ cho cháu uống một cái chai nước thánh của cha mang ở đây về. Dạ vâng. Uống vô xong ói. Nhưng mà ói ra hết, con tiếng ói ra hết mấy cái chất độc. Cháu uống cái chai nước mà má cháu mang từ văn phòng về. Uống vô tự nhiên ói ra hết. Mọi khi uống nước có bị ói vậy không? Không, từ hồi nãy mới uống ở trong movie theater. Con nói mẹ ơi mẹ, con mẹ về Chúa phụ con. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của chương trình truyền hình Cha Trương Bửu Diệp. Ơn lành kỳ diệu mà cô Crystal Nguyễn nhận được qua niềm tin tưởng vào sự cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. Cha đã tác động và cảm hóa cô để cô nhận ra đã đến lúc phải đổi mới con người mình, quyết tâm từ bỏ con đường ma túy và nghiện ngập và mở lòng đón nhận hồng ân của Thiên Chúa như lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô trong mỗi dịp Giáng sinh về. Đường Chúa ta uống cho ngay, hố sâu hãy lấp cho đầy, non cao ta hãy sang cho bằng, để muôn người được thấy ơn cứu độ. Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón mừng ngày Thiên Chúa giáng thế, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị chương trình truyền hình Cha Trương Bửu Diệp tập 4 với chủ đề Đổi mới. Chương trình được bắt đầu với sự đổi mới của văn phòng và nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp. Ô, văn phòng mới sửa thế này thì thật là tuyệt vời. Tại vì tôi không thể tưởng tượng được rằng thì cha có thể làm một việc quá mầu nhiệm như thế này. Quá mới mẻ, mới có mấy tháng mà như thế này thì không thể tưởng tượng nổi được. Thì con thấy nó khang trang và nó ấm cúng hơn. Dạ, thì mỗi lúc con đưa cháu và gia đình tới đây thì lúc con ra về thì con trong lòng con thấy rất là vui sướng. Rồi, cô trở lại đây thì cô thấy cái phòng rất rộng rãi và đẹp. Và được cung kính hơn cái phòng của. Là một cái phép lạ của cha cho một cái chuyện đã là biến thể từ mà cái phép từ cũ mà qua mới nó cách lạ lùng ta nhìn không ra luôn. Thấy nó khang trang hơn, nó đẹp hơn, kính đáo nữa. Cái chỗ nhỏ hồi cũ á thì cô vẫn thấy một sự trang nghiêm. Nhưng mà bây giờ thật là một cái khung cảnh mới hơn, lớn hơn. Nhưng mà nó lòng trong đó có một cái sự ấm áp, một sự làm cho mình phải là thân thương hơn nữa. Ở vô căn phòng mới này thì tôi thấy rất là uy nghi đẹp và rất là trang trọng. Tôi cầu cho là giữ được như thế này mãi mãi để có cơ hội tới cầu nguyện. Thì hồi kia văn phòng rất là nhỏ, nhưng mà cha cũng độ cho con chúng quốc thái thì trong phòng của cha được mở rộng. Thì con thành tâm cầu xin cái gì á thì cha có cho con được cái đó. Con rất là cảm ơn cha. Hôm trước thì bên kia khu thì hơi nhỏ, nhưng mà bây giờ này qua đây thấy qua chỗ mới thì tôi rất là sung sướng. Thấy dời chỗ nơi thông giếng cha nó căng trang to lớn như vậy, tôi rất là sung sướng. Hy vọng là tương lai chúng ta có một cái chỗ to lớn hơn nữa để đọc kinh hậu nguyện. Bác rất là ngạc nhiên, tại vì bác có đến đây trước rồi, ở văn phòng cũ ở phía bên kia. Nhưng mà bây giờ dọn qua chỗ này rất là mới, rất là đẹp. Và cũng cảm ơn Chúa là do sự giúp đỡ cũng như là hưởng ứng của các người đã biết về các phép lạ của cha để mà ủng hộ làm cho cái chỗ foundation này càng ngày càng đẹp mà càng phát triển hơn ra, cũng làm cho mọi người được biết đến cha và đến sự linh nghiệm của những lời cầu nguyện. Thì tôi nghĩ đi học hành đi, bây giờ mình để dân chúng mình đóng góp thì được cha giúp, được Chúa muốn thì là mình sẽ làm được cái đền thờ nhỏ nhỏ của cha bên Mỹ này. Vì có nhiều người như chúng tôi nó muốn ao ước được về thăm chính mộ cha ở dưới đó, nhưng mà tôi chưa bao giờ về Việt Nam vì còn nhiều vấn đề trở ngại đó, sức khỏe hay là này nọ đó, mình chưa thời gian với gia đình loại kia mình chưa có đi được.
mà bây giờ nghe được văn phòng mở thế, ít ra là cái nhà nguyện nhỏ của cha ở đây, đi mình tới mình không gặp được cha hay là gì, và cho mình cứ tin là Chúa ở khắp mọi nơi, cha cũng ở khắp mọi nơi đi, thì mình tin là được gặp cha ở đây thì mình mừng lắm rồi. Và đến bây giờ thì cô đến cái chỗ này á, rất thánh thiện và rất gần gũi với mọi người, và cô nhìn thấy cái quang cảnh ở phía ngoài là cô muốn đến với cha, nhưng mà cô không biết đường, cô cầu nguyện, thế là tự nhiên cô thấy ở phía ngoài để cha Phan Di Cô Trương Bửu Diệp sáng chói lên và kêu gọi cô tha thiết đến đây và trông cậy cha cầu nguyện cho cô những cái điều cần thiết, cho nên cô thấy đến đây cô rất thích và cô muốn ở đây cầu nguyện suốt một ngày. Kính thưa quý khán thính giả, Kiều Mỹ Duyên cũng ở cùng con đường du lịch là ở văn phòng Anna Real Estate và Anna Funding. Hồi trước á, khi Đức ông Nguyễn Văn Phương đến đây từ Vatican, ngài là chánh văn phòng của Bộ Truyền giáo ở Vatican, thì chúng tôi cùng với một cái phái đoàn đi lại Trương Bửu Diệp Foundation để thăm. Thì cái trụ sở nhỏ xíu thôi, cách đây không lâu mấy tháng sau mà giờ lớn mà khang trang mà rất đẹp. Và một cái điều mà Kiều Mỹ Duyên hết sức là tôn kính, bước vô cái nhà nguyện á, hình của cha Trương Bửu Diệp như là còn sống thưa vị, và có quý vị đang cầu nguyện bên trong êm không có một tiếng động, thì văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation mở cửa đèn sáng choang. Quý vị ở xa về cho California, kính mời quý đồng hương đến đây để mà cầu nguyện cho chính quý vị, cho gia đình quý vị, cho bà con anh em của quý vị. Sau đây kính mời quý khán thính giả tiếp tục với phần chia sẻ ơn lành của Crystal Nguyễn. Cái đó là miracle, tại vì suốt đời con á, con nói chưa bao giờ suốt đời con á, suốt đời con á, giống như con đi vô cái này số hồ để nói á, nhưng mà con đi vô tù á, hay là mẹ bắt con á, để con không có làm, nhưng mà cái này lần đầu tiên á, là con nói là con không có muốn làm, tại vì tự con cảm giác là con không muốn làm nữa. Yes, yes. Mà chưa bao giờ xảy ra trước đúng đây. Đúng rồi, đúng rồi. Never. Everybody, ai cũng biết, ai biết con là cũng biết là cái này là the truthful story. Là cái này không có phải con tự ra, tại vì hết gia đình con biết là mấy năm này rồi con đang làm. Xong mẹ khóc hoài, xong mẹ, con tính là mẹ, tại vì mẹ cầu xin. Và tự cháu cảm xúc là phải làm cái gì khác, không được chấp nhận như vậy. Con giống như con cảm ơn Chúa. Bác rất mong là con tiếp tục giữ được cái quyết định đó lâu dài. Quý vị vừa nghe qua câu chuyện cảm động của cô Crystal Nguyễn. Đây là một trong những ơn lành rất kỳ diệu mà cha Trương Bửu Diệp đã thực hiện qua lời cầu bầu của ngài. Tiếp theo, xin mời quý khán thính giả đến với một ơn lành khác được chia sẻ bởi bà Hoa Trần về câu chuyện của bé Kevin là cháu ngoại vừa được 5 tuổi của bà. Tôi là Hoa Thị Trần, Westminster. Dạ, chuyện xảy ra gia đình tôi tối hôm qua đúng 8 giờ tối. Hai thằng cháu ngoại, một cháu 5 tuổi, một cháu 3 tuổi. Hai anh em chơi đùa rồi bị trèo lên cái ghế. Rồi thằng em xô cái ghế, cháu 5 tuổi bị ngã xuống gián. Khi ngã là cái tay trái nó chỏi xuống gián, là cái tay khúc từ cùi chỏ sắp ra, nó bị lòi xương, nó cong gì. Là bố của nó mới kéo ra nó lại kêu cái cắt. Thì gọi nai quanh quanh lại, thì người ta chỉ ban bố tạm thôi, đưa vô nhà thương. Nhà thương Fountain Valley là lúc đưa vô đó khoảng cũng gần 9 giờ tối hôm qua, mùng 2 tháng 12, là bác sĩ chụp hình liền, spray liền, chụp hình liền. Thì bác sĩ mới nói với con gái tôi là... Là mẹ của cháu. Dạ, mẹ của cháu là con gái tôi. Đó, thằng đó là cháu ngoại. Lúc vô chụp hình á, thì bác sĩ nói là... mai bố nó kéo ra được. Thì hai cái khớp xương đó nó đã ráp lại, nó còn hở nhưng mà nó ráp lại ngay rồi, thì rất là tốt, bố nó rất là thông minh đó. Rồi là chụp hình là bác sĩ cho gái tôi hay là cháu ngoại tôi nó gãy cái xương đó, xương bự, xương ống, rồi còn xương nhỏ nhỏ đó thì nó gãy nát hết trơn rồi, gãy nát hết, miễn tùm lum hết đó, để ngày mai này đúng 1 giờ không cho nó ăn uống gì hết á, để mổ lấy miễn ra, rồi lấy máu bầm ra. Tôi nghe một cái tin tôi quá khóc, tôi nói con chỉ có tin Chúa
linh hồn và thể xác con dâng hết cho Chúa. Nhưng mà cha Francisco Trương Bửu Diệp là cùng quê với con, nhưng mà con lúc đó cha đã chết đó, thì con mới có 5 tuổi ha. Cho nên con chưa biết được cha, nhưng mà tiếng đồn từ 10 năm nay người ta qua Mỹ người ta nói cha rất là linh, cho nên con cũng chưa tin. Chắc có lẽ Chúa khiến cho cháu con bị té để mà biết cha đã có một cái niềm linh thiêng và thánh thiện để mà giúp gia đình con, cháu ngoại con. Hồi tối nghe tin vậy gọi điện thoại, thằng con rể nó nói vậy: thưa với cha, sáng đêm nay con không ngủ được, con thức trằn trọc, trái tim con nó đau đớn, mà con khóc, mà con cứ dòm hình cha, con cứ nói chuyện với cha. Nếu mà cha linh thiêng á, thì cha cho cháu con á, nó đừng có đau đớn. Nếu mà mai mổ á, thì đừng cho nó đau đớn như cha. Còn không á, cha nếu cho con tin nữa đấy, cha phải xuống nhà thương, cha phải ráp xương lại cho cháu con. Tôi mới đi nhà thương hồi sáng này, lúc 10 giờ sáng tôi vô được, thì cha vô phòng của cháu ngoại tôi khám á, là cho hay là chụp hình lại khỏi mổ, khỏi lấy máu, khỏi gặm xương, xương nó ráp lại rồi, chỉ hở rồi. Còn miếng bị nhỏ nhỏ thì sao? Nó ráp rồi. Nhưng mà hôm bữa chụp hình là có mà. Có nát hết trơn, cho nên cha tôi bắt buộc cha phải xuống nhà thương ráp cho con. Tôi nói thật hôm tôi nói vậy, nếu mà cha cho con niềm tin á, con chưa tin cha gì hết á, ai cũng đồn nhưng mà con chẳng có tin cha đâu. Nói hồi tối thật mà, nói thẳng thắn với cha. Bây giờ cha biết gia đình con đang gặp tai nạn, con nếu cha cho con tin thật lòng thì cha phải xuống nhà thương Fountain Valley. Cha xuống cái phòng, con không biết phòng gì nhưng mà cha biết hết. Cha xuống đó cha phải ráp xương là cho cháu ngoại con. Tôi quá xúc động thì tôi phải nói với cậu nặng lên để cho báo tin chia sẻ ở USA này, nó là thật là phải biết. Tôi là người không tin nhưng mà tôi giờ tôi quá tin hơn ai cả. Cha vừa ở cùng xứ tôi, cùng quê tôi, cùng chắc có lẽ dòng họ với tôi, không lẽ cha không bỏ gia đình tôi gì không? Đêm nay chắc có lẽ Chúa khiến cho thằng cháu con như vậy, nhưng mà đã con cầu nguyện cha thiệt là linh thiêng. Thành ra bây giờ cái tay cháu ngoại con không còn xương mảnh nữa, cha ráp hồi tối rồi. Cháu chiều nay cháu về rồi. Bây giờ cái xương nó lành. Nó lành hết rồi. Nó gom là hết. Là cha là nhờ ơn Chúa cha để làm phép lạ cho cả con chiên của cha. Con rất là cảm tạ cha, cảm ơn cha. Rất cảm ơn bà Hoa Trần đã chia sẻ ơn lành của mình với quý khán thính giả của chương trình truyền hình Cha Trương Bửu Diệp. Kính thưa quý vị, sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp lan rộng khắp nơi, khi đi đâu cũng thấy ảnh tượng của cha hiện diện trang trọng. Trong nhà riêng cũng như nơi làm việc, từ văn phòng đến nơi buôn bán, trong hãng xưởng cũng như tại công sở, đâu đâu cũng thấy người Việt chúng ta yêu mến và tin tưởng nơi Ngài. Để tìm hiểu lý do tại sao cha được ái mộ như vậy, chúng tôi đã thực hiện chương trình phóng sự nhiều kỳ mang tên Cha Diệp với Doanh nghiệp. Xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Chị ơi, chị cho biết tại sao chị để hình cha ở đây vậy? Chị buôn bán ở đây 23 năm thì Chúa với Đức Mẹ với cha Trương Bửu Diệp cũng phù hộ cho chị nhiều lắm. Phù hộ cho chị làm ăn nó may mắn mà mọi sự tốt lành lắm. Cũng cảm tạ cha Trương Bửu Diệp nhiều lắm. Cha chữa bệnh cho được nhiều người lắm. Có một cái cặp vợ chồng hay mua hàng của chị đó, bị bệnh ung thư, đi bác sĩ thì bác sĩ Mỹ người ta nói là chị 3 tháng mới lại 6 tháng là chết. Thế rồi nên mua hàng chị, các chị nói là đi thì xin cha chữa bệnh cho. Người sưng lên hết cái cà xong cái là bệnh tự nhiên biến mất. Đi bác sĩ Mỹ trở lại thì người ta nói là bây giờ không có bệnh gì hết. Thế là cảm tạ cha, xong bây giờ cả hai vợ chồng mới lại 5 đứa con theo đạo Công giáo hết. Bây giờ chị muốn là chứng nhân nói cho mọi người biết là cha đã chữa nhiều người lắm, cho nên là chị mong rằng cha được sớm phong thánh. Lý do nào chị để hình cha Diệp trong cái cửa tiệm của mình vậy? Dạ thưa Phụng đã bán những cái hàng Phật với lại Chúa, thì sau một thời gian ông xã em đi cắt tóc thì
ông Hùng cũng cắt tóc, cũng đưa cái hình Trương Bảo Diệp về cho tiệm phụ Phụng để sau đó Phụng thấy hình để trong tiệm tự dưng cái business nó tăng lên và rất là nhiều người thỉnh cái hình về để mà cầu xin mà ban ơn. Cho nên Phụng thấy từ đó là Phụng cứ như vậy hoài. Một thời gian Phụng nghe một cái đài mà nói về cái office nào có đem hình thánh Trương Bảo Diệp về để đó, thì Phụng bắt đầu Phụng phải làm thêm cái painting. Và cái painting này thì bắt đầu những cái painting về cha Trương Bảo Diệp á, nghe đài em nghe một cái office nào thì sắp sửa có cha Trương Bảo Diệp về cho tất cả mọi người để cầu xin. Thì từ đó thì em mới làm mấy cái hình nhỏ nhỏ cho những đứa trẻ. Mấy đứa trẻ thì thường thường tới đây mua, mẹ nó hay mua mẹ hằng cứu giúp hoặc chúa. Nhưng mà mấy đứa trẻ này rất là ngộ. Khi mà họ coi hết rồi họ nói mẹ mẹ con thích cha Bảo Diệp cơ, hỏi tại sao con muốn học giỏi. Cho nên thì mấy đứa trẻ mất bây giờ rất là thích đeo cha Trương Bảo Diệp. Rất là may mắn là California cũng có một cái chỗ để mà họ xin cầu nguyện là tới văn phòng của Trương Bảo Diệp Foundation. Họ khỏi cần, thí dụ họ có cần liền họ sẽ tới đó để mà có ngay, chứ khỏi cần phải chờ mua vé máy bay và về Việt Nam. Có một cái văn phòng đây thì rất là vui mừng. Và những người ở California này rất là vui mừng, tại vì rất là gần. Muốn cầu nguyện bữa nay là tới ngày mai là có chỗ để mình cầu nguyện liền. Đáng lý ra thì anh không thích lên TV. Nhưng mà cái này là cái ơn của cha, anh phải làm chứng cho cha. Cái khi mà anh rời khỏi Việt Nam mà đi qua Mỹ á, là cũng do cái ơn của cha cho. Những cái gì mà ơn phước trong cuộc đời anh hưởng được á, là anh cũng cầu xin cha với Đức Mẹ nhiều lắm. Và anh biết rằng cha đã cứu chữa được nhiều người khỏi bệnh. Là những khi gặp những sự khó khăn mà con đã thưa với cha và cha đã giúp con vượt qua những khó khăn đó. Dạ thưa, chúng tôi là Ái Phương Diane Trương, làm việc tại The Parkinson and Movement Disorder Institute. Dạ thưa, chúng tôi có cái hình của cha Trương Bảo Diệp cũng gần 10 năm do một người bệnh nhân của bác sĩ Daniel Trương tặng cho chúng tôi. Và chúng tôi cứ để đằng trước bàn làm việc chúng tôi để những lúc mà muốn cầu nguyện xin một ơn lành cho một người bệnh nhân nào thì chúng tôi ngước lên và xin cha cầu bầu cùng với Chúa cho những cái ơn lành hoặc là những cái phép lạ mà chúng tôi xin để cho người bệnh nhân. Và trong những người bệnh nhân đó thì tôi có xin cho bà Adi, ông James Leonard và một người nữa là bà Scolato. Dạ thưa, bây giờ thì hai người đã mất rồi và còn một người thì còn sống. Thì như vậy là những cái người đó họ đã bị, có những người bị co xe, họ sống thêm được cũng 5-6 năm sau. Mà trong khi đó là cái hồi mà lúc mà chúng tôi xin là bác sĩ họ đã nói là những người bệnh nhân này chỉ còn độ chừng 30 ngày là nhiều để sống. Thành ra là lúc đó chúng tôi xin cha Bảo Diệp, xin cha cầu bầu cùng Chúa để cho cái miracle và những cái miracle đó nó đã xảy ra. Xin chào chị, chào anh. Tôi là John Nguyễn ở Trương Bảo Diệp Foundation. Chị cho biết lý do tại sao chị để hình cha Diệp trong tiệm vậy? Tại vì em muốn là lúc nào khó khăn hay có sự việc gì á thì em kêu đến ngài, nó dễ dàng hơn. Công việc của em nó có nhiều cái khó khăn mà rất là nhiều, thành ra em nghĩ là mỗi lần em gặp khó khăn em không biết trông cậy đến ai thì em thường em nhờ cha qua lời cầu bầu của ngài thì giúp đỡ cho em thêm sức mạnh, thêm khôn ngoan để mà vực dậy để nuôi con em mới lại vững vàng hơn. Mà em thấy được nhiều cái rất là hay. Vậy sự tin tưởng của chị với cha như vậy đã được đáp ứng chưa? Rất là nhiều. Cách đây là khi mà con em mới có 3 tuổi, bây giờ nó 16 tuổi rồi, thì em có một cái biến cố rất lớn trong đời. Nhưng mà nếu mà không có cha Trương Bảo Diệp lúc đấy đó thì có lẽ là mẹ con em cũng chưa chắc là còn ở đây. Cái đấy là về cái phương diện chuyện cá nhân. Nhưng mà chính nhờ cái đấy, bây giờ em cứ từ cái đó em đúc kết và ngài đi hành trình với em trên suốt cái đoạn đường từ đó đến giờ. Như vậy có thể nói là chỗ cha Diệp trở thành một chỗ dựa tinh thần cho chị và gia đình chị.
Nhưng mà hỏi tò mò thêm là vậy thì cha Diệp có giúp ích gì trong công việc làm ăn của mình không? Chúa tôi nhiều lắm, Ngài đã giúp đỡ em nhiều lắm. Thí dụ em gặp khó khăn gì, thí dụ như em gặp khách hàng, lâu lâu có những người khó khăn, người ta khó quá, không thể nào mà mất điêu được, mất được điêu được. Thì em vậy ấy, Chúa, cha ơi, cha giúp con đi. Ngay cả những người bạn của em họ cũng nói với em là bất cứ cái gì khó khăn, cứ kêu cầu đến Ngài. Không phải một mình em đâu, rất nhiều người bạn của em cũng nghĩ như vậy. Và em đã được nhiều rất nhiều ơn. Thí dụ như hôm qua, em điển hình mấy hôm qua đây, trời rất lạnh. Ở đây mò nó vắng lắm, không có khách đi qua. Thì em cũng nói với Ngài em bảo, Chúa ơi, bây giờ sắp đến giờ về rồi, mà tiền phố của con đi nhiều quá. Bây giờ làm sao đây? Cha, xin cha cầu bầu cùng Chúa cứu con. Ngày nào em cũng chỉ nói thế thôi. Mà anh biết không, đến chiều sắp về, em có một nhóm người vô mua đủ để cho em trả sổ hụi. Ngày hôm qua, em ngày nào vào ngày đấy luôn. Và sáng nay em bán rất đông khách. Để anh thấy điển hình lúc nào em cũng có khách. Phải nói tạ ơn Chúa và tạ ơn cha rất nhiều. Kính thưa quý vị, Hội Trương Bửu Diệp Foundation hôm nay chúng tôi có dịp đến thăm tiệm bánh Oker de Paris. Tiệm rất là chậm, rất là ế. Chị vừa ngồi ở trong vừa làm vừa khóc. Từ ngày cái ông khách gì đó lại mua đồ thì nói cho tội nghiệp chị quá. Em cho chị cái hình chị để lên đây, chị cầu nguyện. Chị nói với cha đó là cha ơi, cha cầu nguyện xin Chúa phụ giùm con đi. Tiệm nó chậm quá. Đó, tiệm này đó nó vừa bị chậm bán khách mà vừa nghi lộn, luôn luôn nghi lộn trong tiệm xáo trộn. Thì cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện xin cha, xin cha giúp đỡ, cha cầu nguyện phụ giùm cho con. Xong rồi cái từ từ tiệm bắt đầu lên. Thì cái ngày đó anh em mỗi thứ tư là ra ngoài cái góc này, bốn anh em ra đây ngồi hút thuốc, chắc được mấy từ 7:30 tới 8:10. Khi cái tai nạn nó xảy ra là 7:45, cái ngày thứ tư là luôn luôn cái ngày họp. Cái lúc vô thì thấy nhìn lên là thấy chiếc xe nó bay vô tới rồi, rồi thấy kiến nó bể rồi nó văng ra tới ngoài sau. Mà lúc đó nó vô tới cái kiến này tới đó con tưởng nó là sẽ nhào vô tiếp, thì cái chướng nó mạnh quá tới lúc đó nó tắt máy. Ý sắt bàn sắt gãy hết làm đôi hết. Chắc chắn phải có người phù hộ. Tới cô nói với chị là má ơi, nếu tụi con ngồi đó một cách nào chị mới nói rằng là con ơi, cái tai nạn này cũng quá ghê gớm đi. Như vậy đó là có bề trên như là cha giúp đỡ, che chở. Tự nhiên bây giờ một cái sự hòa bình đến cho cái tiệm này. Chỉ vì yêu cha Diệp hiến nhân, vì niềm tin cha Diệp quên mình, vì yêu Chúa, cha Diệp quyết tâm hiến máu đào làm chứng cho tình yêu. Đó là nội dung của bài hát Tình yêu hiến dân, một sáng tác của Đinh Vũ, được trình bày ngay sau đây qua giọng hát của ca sĩ Trần Ngọc. Xin mời quý khán thính giả cùng thưởng thức.
Kính thưa quý vị, Hội chương Bửu Diệp vừa qua được hân hạnh đón tiếp một vị khách quý đến từ Vatican là Đức ông Nguyễn Văn Phương, hiện là chánh văn phòng Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican tại Roma. Xin kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Xin Đức ông cho biết là ở bên Roma có ai biết gì về cha Diệp không được? Ở bên Roma thì nhiều người biết về cha Diệp lúc sau này. Nhưng mà tôi trước đây á, tôi không có biết về cha Diệp. Một lần tôi cách đây cũng là nhiều năm rồi tôi qua bên Paris thăm một đứa cháu thì thấy trong phòng nó có cái hình cha Trương Bửu Diệp. Tôi không biết gì cả, tôi mới hỏi thì nó mới tả là Trương Bửu Diệp đây là một linh mục rồi chịu chết, rồi bị ban nhiều ơn cho nhiều người, nhiều người ta đến, người ta thăm, người ta cầu nguyện. Đó, từ đó thì tôi mới bắt đầu tìm hiểu. Thì cuộc đời của Ngài rất là xứng đáng, rất là đáng noi gương cho các linh mục hy sinh chết vì đoàn chiên, để mà bảo vệ đoàn chiên. Người ta mời Ngài đi, Ngài đi tránh cái chỗ đó, chỗ đó nguy hiểm, nhưng mà Ngài không đi. Ngài muốn ở lại sống với đoàn chiên, chết vì đoàn chiên. Đó, thì là Ngài đã chết là noi gương hết sức là cao đẹp đối với mới bị mục tử đối với đoàn chiên. Như vậy phải chăng là có nhiều người họ nói là cha Trương Bửu Diệp rất linh thiêng, và đặc biệt là linh thiêng với những người không có đạo. Và nhiều người có đạo họ nói họ được nhiều ơn, trong khi người công giáo thì khi ít hơn. Thì theo quan điểm của Đức ông, cái đó mình giải thích như thế nào? Thì những người mà thành tâm, thấy không? Những người thành tâm mà có cái niềm tin thì đến cầu nguyện với Ngài, đó, dĩ nhiên là Ngài là cái người trung gian, thì cầu nguyện lên Chúa, thì Chúa rất thương, rất quý mến, rất là nhậm lời những người mà thành tâm, nhất là những người đơn sơ, những các bà, các cụ, tất cả mọi người. Nhưng mà khi mà được thành tâm thì là cái Chúa thấy cái tấm lòng của người đó, của mình, thì Chúa sẽ ban ơn cho. Vì thế mà nhiều người lương không phải là công giáo mà thành tâm thì cũng là con cái của Chúa, Chúa và Chúa ban ơn cho. Thì Đức ông có thể nói sơ về cái bộ truyền giáo mà Đức ông đang làm chánh văn phòng không? Dạ, bộ truyền giáo thì là một cái bộ của Tòa Thánh Roma, là một cái bộ của Đức Thánh Cha lo cho công việc truyền giáo ở Á Châu, Phi Châu, là hai cái lục địa mà lớn và giáo hội còn đương phát triển. Ví dụ như mình đặt ở Việt Nam, mặc dù là giáo hội rất là được tôn trọng, nhưng mà con số người công giáo ít thôi, 6-7 triệu, thành ra là thiểu số. Cho nên rằng là Tòa Thánh có cái bộ đó để giúp, để lo cho các cái giáo hội còn đương trẻ được phát triển đầy đủ. Lần lần có nhiều người công giáo, nhiều linh mục, nhiều giáo mục, đó là thuộc bộ truyền giáo. Rồi bên Phi Châu cũng vậy, bên Phi Châu thì nó lớn mạnh hơn Á Châu, nhưng mà cũng vẫn còn là một giáo hội trẻ trung, cần phải được giúp đỡ của bộ truyền giáo. Và cách thức mà giúp đỡ của bộ truyền giáo đối với những cái vùng mới đó như thế nào? Cách thức là trước hết là lo cái vấn đề đào tạo linh mục, chúng sinh, nữ tu, rồi bổ nhiệm các giám mục. Giám mục là những vị mà đứng đầu của giáo hội địa phương, của một giáo phận nào đó, để mà cai quản giáo hội, rồi giúp về phương diện tài chánh nữa. Hàng năm có một ngày gọi rằng là ngày khánh nhật truyền giáo, khánh nhật truyền giáo cuối tháng 10 một hàng năm, thì toàn thế giới công giáo có cái ngày đó quyên góp tiền lại, rồi gửi về Tòa Thánh, rồi Tòa Thánh có mỗi một quốc gia có một người đại diện của quốc gia đó. Việt Nam có người đại diện, Phi Châu trên toàn thế giới luôn, toàn thế giới có người đại diện qua hộp, khoảng là tháng năm hàng năm qua hộp, rồi phân phát cái tiền đó cho các giáo hội địa phương, cho mỗi địa phận. Ví dụ như ở Việt Nam thì các giáo phận không có một cái nguồn tài trợ nào khác ngoài ra cái sự lãnh nhận của giáo dân các nơi trên thế giới. Giáo dân tại chỗ thì xét cho cùng một giáo phận lãnh nhận hàng năm từ Tòa Thánh thì có 30-40 ngàn
đô la. Một cái giáo phận với cái bao nhiêu cái sinh hoạt cái tôn giáo thì không còn thua gì, thấy không? Thành ra là có một sự giúp đỡ vậy. Các giáo hội bên Việt Nam không có cái nguồn tài trợ nào, phi châu càng kém hơn nữa. Thế mà cần có cái sự đóng góp của tất cả mọi người giáo dân ở trên thế giới để mà giúp. Nhờ Đức Ông nói mà con biết là bây giờ cứ mỗi cuối tháng 10 có một ngày của Bộ Truyền giáo để kêu gọi mọi người góp cho cái quỹ mà truyền giáo. Chúng con xin Đức Ông một lời khuyên khi Đức Ông ghé thăm văn phòng này, Đức Ông có cảm nghĩ thế nào? Và cho chúng con một lời khuyên làm sao cho cái niềm tin của mình đặt đúng chỗ và đi theo đúng cái con đường của giáo hội. Lời khuyên trước hết khi đến đây mới biết có cái trung tâm này, thấy không? Trung tâm Bưu Diệp. Chúng tôi một cái nguồn tin hết sức là phấn khởi, là có cái người một cái người giáo dân chứ không phải là một linh mục hay là một giám mục gì, hay không phát động cái sự kiện này, thì thế là một điều rất là vui mừng. Tôi đến đây thấy anh đang vào thu thập chữ ký để mà kêu gọi để mà phong thánh, thì đó là một điều tốt. Điều mà tôi muốn yêu cầu, khuyên thì không dám khuyên, nhưng mà yêu cầu rằng là mình làm tất cả mọi chuyện trong cái sự hướng dẫn của giáo hội, ý kiến của mình, dân dân thu góp dân dân rồi, nhưng mà theo sự hướng dẫn của giáo hội. Cái bước đầu trước hết mình làm cái chuyện này, nhưng mà những người mà được ơn gì đó thì mình nên thu thập và lấy dữ liệu một cách khoa học, thấy không? Để từ đó mà mình đưa cho tòa thánh. Rồi cái bước chính là phải Đức Giám mục địa phương. Đức Giám mục địa phương, tất cả mình cũng nghe theo Đức Giám mục địa phương, rồi Đức Giám mục địa phương chính thức yêu cầu tòa thánh mở án phong thánh cho Trương Bưu Diệp. Bởi vì những người mà được ân lành hay là những người có lòng quý mến Ngài thì cầu nguyện với Ngài. Cầu nguyện với Ngài không phải là Ngài là đứng toàn năng toàn quyền để mà ban ứng cho mình, nhưng Ngài là một người tôi tớ của Thiên Chúa. Ngài đã sống một đời sống đẹp lòng Chúa, bây giờ ở trên gần Chúa, thì Ngài, cái tiếng nói của Ngài đáng được Chúa nghe hơn. Vì thế mà Ngài, mình cầu nguyện với Ngài không phải là để Ngài ban ứng cho mình, nhưng mà Ngài chuyển lời cầu của mình đến Thiên Chúa. Thì cái lời cầu của Ngài là một người đã sống rất là đẹp lòng Chúa thời gian này, thì chắc chắn là Chúa nhầm lại hơn. Cái đó là cái con đường niềm tin của mình, đức tin của mình, bởi vì Thiên Chúa là trên hết. Những người này là những người là những vị lãnh, vị thánh, những người là phương tiện, những người trung gian mà thôi. Cho nên mình đặt cái đó vấn đề cho nó cho trúng. Con chân thành cảm ơn Đức Ông và kính chúc ông nhiều sức khỏe và nhiều hồng ân Thiên Chúa. Cảm ơn xin Chúa chúc lành cho cái công việc mà anh thì đã bắt đầu làm, và cầu xin Chúa cho nó, công việc này được đạt đến kết quả như mà mình mong muốn và bao nhiêu người khác cũng ước ao như vậy. Phần phỏng vấn Đức Ông Nguyễn Văn Phương vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình Cha Trương Bửu Diệp hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán thính giả. Mọi chi tiết, ý kiến đóng góp cho chương trình cũng như tiến trình phong thánh Cha Trương Bửu Diệp xin liên lạc về Trương Bửu Diệp Foundation, số 14231 Euclid Street, suite Y 103 và 105, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608 hoặc toll free 1-855-355-3437. Quý vị cũng có thể email đến địa chỉ info@truongbuodiep.org hoặc vào website truongbuodiep.org. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật an bình và hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa cứu thế. Thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bưu Diệp, lạy Cha Trương Bưu Diệp.
dành cho một người bệnh nhân nào, thì chúng tôi ngước lên và xin Cha cầu bầu cùng với Chúa cho những cái ơn lành hoặc là những cái phép lạ mà chúng tôi xin để cho người bệnh nhân. Và trong những người bệnh nhân đó thì tôi có xin cho bà Adi, ông James Leonard và một người nữa là bà Scolato. Dạ thưa, bây giờ thì hai người đã mất rồi và còn một người thì còn sống. Thì như vậy là những cái người đó họ đã bị, có những người bị cancer, họ sống thêm được cũng 5-6 năm sau. Mà trong khi đó là cái hồi mà lúc mà chúng tôi xin là bác sĩ họ đã nói là những người bệnh nhân này chỉ còn độ chừng 30 ngày là nhiều để sống. Thành ra là lúc đó chúng tôi xin Cha buổi dịp, xin Cha cầu bầu cùng Chúa để cho cái miracle, và những cái miracle đó nó đã xảy ra. Xin chào chị, chào, tôi là John Nguyễn ở Trường Bộ Dịp Foundation. Chị cho biết lý do tại sao chị để hình Cha dịp trong tiệm vậy? À dạ, tại vì em muốn là lúc nào, khi nào lúc nào khó khăn hay có sự việc gì ấy, thì em kêu đến Ngài, nó dễ dàng hơn. Công việc của em nó có nhiều cái khó khăn, mà rất là nhiều. Thành ra em nghĩ là mỗi lần em gặp khó khăn, em không biết trông cậy đến ai, thì em thường em nhờ Cha qua lời cầu bầu của Ngài ấy, thì giúp đỡ cho em thêm sức mạnh, thêm khôn ngoan để mà vực dậy để nuôi con em mới lại vững vàng hơn. Mà em thấy được nhiều cái rất là hay. Vậy sự tin tưởng của chị với Cha như vậy đã được đáp ứng chưa? Ồ, rất là nhiều. Cách đây là khi mà con em mới có 3 tuổi, bây giờ nó 16 tuổi rồi, thì em có một cái biến cố rất lớn trong đời. Nhưng mà nếu mà không có Cha Trương Bửu Diệp lúc đấy đó, thì có lẽ là mẹ con em cũng chưa chắc là còn ở đây. Cái đấy là về cái phương diện chuyện cá nhân. Nhưng mà chính nhờ cái đấy, bây giờ em cứ từ cái đó em đúc kết và Ngài đi hành trình với em trên suốt cái đoạn đường từ đó đến giờ. Như vậy có thể nói là chỗ Cha Diệp trở thành một chỗ dựa tinh thần cho chị và gia đình chị. Nhưng mà hỏi tò mò thêm là vậy thì Cha Diệp có giúp ích gì trong công việc làm ăn của mình không? Chúa ơi, nhiều lắm. Ngài đã giúp đỡ em nhiều lắm. Thí dụ em gặp khó khăn gì, thí dụ như em gặp khách hàng, lâu lâu có những người khó khăn, người ta khó quá, không thể nào mà mắt điêu được, mắt được điêu được. Thì em vậy, Chúa, Cha ơi, Cha giúp con đi. Ngay cả những người bạn của em họ cũng nói với em là bất cứ cái gì khó khăn cứ kêu cầu đến Ngài. Không phải một mình em đâu, rất nhiều người bạn của em cũng nghĩ như vậy. Và em đã được nhiều, rất nhiều ơn. Thí dụ như hôm qua, em điển hình mới hôm qua đây, trời rất lạnh, ở đây mò nó vắng lắm, không có khách đi qua. Thì em cũng nói với Ngài, em bảo Chúa ơi, bây giờ sắp đến giờ về rồi, mà tiền phố của con đi nhiều quá, bây giờ làm sao đây? Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cứu con. Ngày nào em cũng chỉ nói thế thôi. Mà anh biết không, đến chiều sắp về, em có một nhóm người vô mua đủ để cho em trả sở hữu. Ngày hôm qua em ngày nào vào ngày đấy luôn. Và sáng nay em bán rất đông khách. Để anh thấy điển hình lúc nào cũng có khách. Phải nói tạ ơn Chúa và tạ ơn Cha rất nhiều. Kính thưa quý vị, Hội Trương Bửu Diệp Foundation hôm nay chúng tôi có dịp đến thăm tiệm bánh Oker de Paris. Tiệm rất là chậm, rất là ế. Chị vừa ngồi ở trong vừa làm vừa khóc. Từ ngày cái ông khách gì đó thấy nó đồ thì nói cho tội nghiệp chị quá. Em cho chị cái hình chị để lên đây, chị cầu nguyện. Chị nói với Cha nó là Cha ơi, Cha cầu nguyện xin Chúa phụ giùm con đi. Tiệm nó chậm quá. Đó, tiệm này đó nó vừa bị chậm bán khách mà vừa thi lộn, luôn luôn thi lộn trong tiệm xáo trộn. Thì cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện xin Cha, xin Cha giúp đỡ, Cha cầu nguyện phụ giùm cho con. Xong rồi cái từ từ tiệm bắt đầu lên. Thì cái ngày đó anh em mỗi thứ tư là ra ngoài cái góc này, bốn anh em ra đây ngồi hút thuốc, chắc được bác từ 7:30 tới 8:10. Khi cái tai nạn nó xảy ra là 7:45. Cái ngày thứ tư là luôn luôn cái ngày họp. Ngay lúc vô thấy nhìn lên là thấy chiếc xe nó bay vô tới rồi. Rồi thấy kiến nó bể rồi nó văng ra tới ngoài sau. Mà lúc đó nó vô tới cái kiến này, tới đó con tưởng nó là sẽ nhào vô tiếp, thì cái chướng nó mạnh quá, tới lúc đó nó tắt máy. Ý sắt, bàn sắt, gãy hết, làm đôi hết. Chắc chắn phải có người phù hộ. Tới cũng nói với chị là má ơi, nếu tụi con mà nói một cách nào chị mới nói rằng là con ơi, cái tai nạn cũng quá ghê gớm đi. Như vậy đó là có bề trên như là Cha giúp đỡ, che chở, tự nhiên bây giờ một cái sự hòa bình đến cho cái tiệm này. Chỉ vì yêu Cha Diệp hiến dâng, vì niềm tin Cha Diệp quên mình, vì yêu Chúa
Cha Diệp quyết tâm hiến máu đào làm chứng cho tình yêu. Đó là nội dung của bài hát Tình yêu hiến dâng, một sáng tác của Đinh Vũ, được trình bày ngay sau đây qua giọng hát của ca sĩ Trần Ngọc. Xin mời quý khán thính giả cùng thưởng thức. Điều cần thiết cho nên cô thấy đến đây cô rất thích và cô muốn ở đây cầu nguyện suốt một ngày. Kính thưa quý khán thính giả, Kiều Mỹ Duyên cũng ở cùng con đường du lịch là ở văn phòng Anna Real Estate và Anna Funding. Hồi trước á, khi Đức ông Nguyễn Văn Phương đến đây từ Vatican, ngài là chánh văn phòng của Bộ Truyền giáo ở Vatican, thì chúng tôi cùng với một cái phái đoàn đi lại Trường Bổ Diệp Foundation để thăm, thì cái trụ sở nhỏ xíu thôi. Cách đây không lâu mấy tháng sau mà giờ lớn mà khang trang mà rất đẹp. Và một cái điều mà Kiều Mỹ Duyên hết sức là tôn kính, bước vô cái nhà nguyện á, hình của cha Trương Bổ Diệp như là còn sống thưa vị. Và có quý vị đang cầu nguyện bên trong êm, không có một tiếng động. Thì văn phòng Trương Bổ Diệp Foundation mở cửa đèn sáng choang. Quý vị ở xa về cho California, kính mời quý đồng hương đến đây để mà cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính quý vị, cho gia đình quý vị, cho bà con anh em của quý vị. Sau đây, kính mời quý khán thính giả tiếp tục với phần chia sẻ ơn lành của Crystal Nguyễn. Cái đó là miracle, tại vì suốt đời con á, con nói chưa bao giờ suốt đời con á, suốt đời con á giống như con đi vô, cái này số hộ để nói á, nhưng mà con đi vô tù á, hay là mẹ bắt con á, để con không có làm, nhưng mà cái này lần đầu tiên á là con nói là con không có muốn làm, tại vì tự con cảm giác là con không muốn làm nữa. Yes, yes. Mà chưa bao giờ xảy ra trước đúng đây. Đúng rồi, đúng rồi. Never. Everybody ai cũng biết á, ai biết con á là cũng biết á là cái này là the truthful story. Uh-huh. Là cái này không có phải con tự ra, tại vì hết gia đình con biết á là mấy năm này rồi con đang làm. Xong mẹ khóc hoài, xong mẹ con tiếng á là mẹ, tại vì mẹ cầu xin. Và tự cháu cảm xúc là phải làm cái gì khác, không thể chấp nhận như vậy. Con giống như con cảm ơn Chúa. Bác rất mong là con tiếp tục giữ được cái quyết định đó lâu dài. Quý vị vừa nghe qua câu chuyện cảm động của cô Crystal Nguyễn. Đây là một trong những ơn lành rất kỳ diệu mà cha Trương Bổ Diệp đã thực hiện qua lời cầu bầu của ngài. Tiếp theo, xin mời quý khán thính giả đến với một ơn lành khác được chia sẻ bởi bà Hoa Trần về câu chuyện của bé Kevin là cháu ngoại vừa được 5 tuổi của bà. Tôi là Hoa Thị Trần, Westminster. Dạ, chuyện xảy ra gia đình tôi tối hôm qua đúng 8 giờ tối. Hai thằng cháu ngoại, một cháu 5 tuổi, một cháu 3 tuổi, hai anh em chơi đùa rồi bị trèo lên cái ghế. Rồi thằng em xô cái ghế, cháu 5 tuổi bị ngã xuống gián. Khi ngã là cái tay trái nó chỏi xuống gián, là cái tay khúc từ cù chỏ sắp ra, nó bị lòi xương, nó cong gì. Là bố của nó mới kéo ra nó lại kêu cái cắt. Thì gọi 911 lại, thì người ta chỉ ban bố tạm thôi, đưa vô nhà thương. Nhà thương Fountain Valley là lúc đưa vô đó khoảng cũng gần 9 giờ tối hôm qua, mùng 2 tháng 12, là bác sĩ chụp hình liền, spray liền, chụp hình liền. Thì bác sĩ mới nói với con gái tôi là... Là mẹ của cháu. Dạ, mẹ của cháu là con gái tôi. Yeah. Đó, thằng đó là cháu ngoại. Lúc vô chụp hình á, thì bác sĩ nói là... Nó, mai bố nó kéo ra được. Thì hai cái khớp xương đó nó đã ráp lại, nó còn hở, nhưng mà nó ráp lại ngay rồi thì rất là tốt, bố nó rất là thông minh đó. Rồi là chụp hình là bác sĩ cho gái tôi hay là cháu ngoại tôi nó gãy cái xương đó, xương bự, xương ống, rồi còn xương nhỏ nhỏ đó thì nó gãy nát hết trơn rồi.
gãy nát hết, miễn tùm lum hết đó, để ngày mai này đúng 1 giờ, không cho nó ăn uống gì hết đó, để mổ lấy miễn ra, rồi lấy máu máu bầm ra. Tôi nghe một cái tin, tôi quá khóc. Tôi nói, con chỉ có tin Chúa, linh hồn và thể xác con dâng hết cho Chúa. Nhưng mà cha Francisco Trương Bửu Diệp là cùng quê với con, nhưng mà con lúc đó cha đã chết đó, thì con mới có 5 tuổi ha. Cho nên con chưa biết được cha, nhưng mà tiếng đồn từ 10 năm nay, người ta qua Mỹ người ta nói cha rất là linh, cho nên con cũng chưa tin. Chắc có lẽ Chúa khiến cho cháu con bị té để mà biết cha đã có một cái niềm linh thiêng và thánh thiện để mà giúp gia đình con, cháu ngoại con. Hồi tối nghe tin vậy gọi điện thoại, thằng con rể nó nói vậy, thưa với cha, sáng đêm nay con không ngủ được, con thức trằn trọc, trái tim con nó đau đớn, mà con khóc, mà con cứ dòm hình cha, con cứ nói chuyện với cha. Nếu mà cha linh thiêng á, thì cha cho cháu con á, nó đừng có đau đớn, nếu mà ngày mai mổ á, thì đừng cho nó đau đớn như cha. Còn không á, cha nếu cho con tin nữa đấy, cha phải xuống nhà thương, cha phải ráp xương lại cho cháu con. Tôi mới đi nhà thương hồi sáng này, lúc 10 giờ sáng tôi vô được, thì cha vô phòng của cháu ngoại tôi khám á, là cho hay là chụp hình lại khỏi mổ, khỏi lấy máu, khỏi gặm xương, xương nó ráp lại rồi, chỉ hở rồi. Còn miếng bệ nhỏ nhỏ thì sao? Nó ráp rồi. Nhưng mà hôm bữa chụp hình là có mà. Có nát hết trơn, cho nên cha tôi bắt buộc cha phải xuống nhà thương ráp cho con. Tôi nói thật hôm tôi nói vậy, nếu mà cha cho con niềm tin á, con chưa tin cha gì hết á, ai cũng đồn nhưng mà con chẳng có tin cha đâu. Nói hồi tối thật mà, nói thẳng thắn với cha. Bây giờ cha biết gia đình con đang gặp tai nạn, con nếu cha cho con tin thật lòng thì cha phải xuống nhà thương Fountain Valley. Cha xuống cái phòng, con không biết phòng gì nhưng mà cha biết hết. Cha xuống đó cha phải ráp xương là cho cháu ngoại con. Tôi quá xúc động thì tôi phải nói với cậu nặng lên để cho ba tánh ở chia sẻ ở USA này, nó là thật là phải biết. Tôi là người không tin nhưng mà tôi giờ tôi quá tin, tin hơn ai cả. Cha vừa ở cùng xứ tôi, cùng quê tôi, cùng chắc có lẽ dòng họ với tôi, không lẽ cha không bỏ gia đình tôi gì không? Đêm nay chắc có lẽ Chúa khiến cho thằng cháu con như vậy, nhưng mà đã con cầu nguyện cha thiệt là linh thiêng. Thành ra bây giờ cái tay cháu ngoại con không còn xương mảnh nữa, cha ráp hồi tối rồi. Cháu chiều nay cháu về rồi. Bây giờ cái xương nó lành. Nó gom là hết. Là cha là nhờ ơn Chúa cha để làm phép lạ cho cả con chiên của cha. Con rất là cảm tạ cha, cảm ơn cha. Rất cảm ơn bà Hoa Trần đã chia sẻ ơn lành của mình với quý khán thính giả của chương trình truyền hình Cha Chương Bửu Diệp. Kính thưa quý vị, sự linh thiêng của cha Chương Bửu Diệp lan rộng khắp nơi, khi đi đâu cũng thấy ảnh tượng của cha hiện diện trang trọng. Trong nhà riêng cũng như nơi làm việc, từ văn phòng đến nơi buôn bán, trong hãng xưởng cũng như tại công sở, đâu đâu cũng thấy người Việt chúng ta yêu mến và tin tưởng nơi ngài. Để tìm hiểu lý do tại sao cha được ái mộ như vậy, chúng tôi đã thực hiện chương trình phóng sự nhiều kỳ mang tên Cha Diệp với Doanh nghiệp. Xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Chị ơi, chị cho biết tại sao chị để hình cha ở đây vậy? Chị buôn bán ở đây 23 năm thì Chúa với Đức Mẹ với cha Trương Bửu Diệp cũng phù hộ cho chị nhiều lắm. Phù hộ cho chị làm ăn nó may mắn mà mọi sự tốt lành lắm. Cũng cảm tạ cha Trương Bửu Diệp nhiều lắm. Cha chữa bệnh cho được nhiều người lắm. Có một cái cặp vợ chồng hay mua hàng của chị đó, bị bệnh thư đi bác sĩ thì bác sĩ Mỹ người ta nói là chị 3 tháng mới lại 6 tháng là chết. Thế rồi nên mua hàng chị, cái chị nói là đi thì xin cha chữa bệnh cho. Người sưng lên hết cái cà xong cái là bệnh tự nhiên biến mất. Đi bác sĩ Mỹ trở lại thì người ta nói là bây giờ không có bệnh gì hết. Thế là cảm tạ cha, xong bây giờ cả hai vợ chồng mới lại 5 đứa con theo đạo Công giáo hết.
Bây giờ chị muốn là chứng nhân nói cho mọi người biết là cha đã chữa nhiều người lắm, cho nên là chị mong rằng cha được sớm phong thánh. Lý do nào chị để hình cha Diệp trong cái cửa tiệm của mình vậy? Dạ thưa, Phụng đã bán những cái hàng Phật với lại Chúa, thì sau một thời gian ông xã em đi cắt tóc thì ông Hùng cắt tóc cũng đưa cái hình Trương Bảo Diệp về cho tiệm của Phụng để, và sau đó Phụng thấy hình để trong tiệm tự dưng cái business nó tăng lên, và rất là nhiều người thỉnh cái hình về để mà cầu xin mà ban ơn, cho nên Phụng thấy từ đó là Phụng cứ như vậy hoài. Một thời gian Phụng nghe một cái đài mà nói về cái office nào có đem hình thánh Trương Bảo Diệp về để đó, thì Phụng bắt đầu Phụng phải làm mà thêm cái pendant, và cái pendant này thì bắt đầu những cái pendant về cha Trương Bảo Diệp á, nghe đài em nghe một cái office nào thì sắp sửa có cha Trương Bảo Diệp về cho tất cả mọi người để cầu xin. Thì từ đó thì em mới làm mấy cái hình nhỏ nhỏ cho những đứa trẻ. Mấy đứa trẻ thì thường thường tới đây mua, mẹ nó hay mua mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Chúa. Nhưng mà mấy đứa trẻ này rất là ngộ. Khi mà họ coi hết rồi họ nói: mẹ con thích cha Bảo Diệp cơ. Hỏi tại sao? Con muốn học giỏi. Cho nên thì mấy đứa trẻ bây giờ rất là thích đeo cha Trương Bảo Diệp. Rất là may mắn là California cũng có một cái chỗ để mà họ xin cầu nguyện là tới văn phòng của Trương Bảo Diệp Foundation. Họ khỏi cần, thí dụ họ có cần liền họ sẽ tới đó để mà có ngay, chứ khỏi cần phải chờ mua vé máy bay về Việt Nam. Có một cái văn phòng đây thì rất là vui mừng, và những người ở California này rất là vui mừng, tại vì rất là gần, muốn cầu nguyện bữa nay là tới ngày mai là có chỗ để mình cầu nguyện liền. Đáng lý ra thì anh không thích lên TV, nhưng mà cái này là cái ơn của cha, anh phải làm chứng cho cha. Cái khi mà anh rời khỏi Việt Nam mà đi qua Mỹ á, là cũng do cái ơn của cha cho. Những cái gì mà ơn phước trong cuộc đời anh hưởng được á, là anh cũng cầu xin cha với Đức Mẹ nhiều lắm. Và anh biết rằng cha đã cứu chữa được nhiều người khỏi bệnh, là những khi gặp những sự khó khăn mà con đã thưa với cha và cha đã giúp con vượt qua những khó khăn đó. Dạ thưa, chúng tôi là Ái Phương Diane Trương, làm việc tại The Parkinson and Movement Disorder Institute. Dạ thưa, chúng tôi có cái hình của cha Trương Bảo Diệp cũng gần 10 năm, do một người bệnh nhân của bác sĩ Daniel Trương tặng cho chúng tôi. Và chúng tôi cứ để đằng trước bàn làm việc chúng tôi, để những lúc mà muốn cầu nguyện xin một ơn lành.
Kính thưa quý vị, Hội Chương Bửu Diệp vừa qua được hân hạnh đón tiếp một vị khách quý đến từ Vatican là Đức ông Nguyễn Văn Phương, hiện là chánh văn phòng Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican tại Roma. Xin kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Xin Đức ông cho biết là ở bên Roma có ai biết gì về cha Diệp không được? Ở bên Roma thì nhiều người biết về cha Diệp lúc sau này, nhưng mà tôi trước đây á, tôi không có biết về cha Diệp. Một lần tôi cách đây cũng là nhiều năm rồi tôi qua bên Paris thăm một đứa cháu thì thấy trong phòng nó có cái hình cha Trương Bửu Diệp. Tôi không biết gì cả, tôi mới hỏi thì nó mới tả là Trương Bửu Diệp đây là một linh mục rồi chịu chết rồi ban nhiều ơn cho nhiều người ta đến, người ta thăm, người ta cầu nguyện. Đó, từ đó thì tôi mới bắt đầu tìm hiểu. Cuộc đời của ngài rất là xứng đáng, rất là đáng noi gương cho các linh mục hy sinh chết vì đồng chiêng để mà bảo vệ đồng chiêng. Người ta mời ngài đi, ngài đi tránh cái chỗ đó nguy hiểm, nhưng mà ngài không đi. Ngài muốn ở lại sống với đoàn chiên, chết vì đoàn chiên. Đó, thì là ngày đã chết là noi gương hết sức là cao đẹp đối với vị mục tử đối với đoàn chiên. Như vậy phải chăng là có nhiều người họ nói là cha Trương Bửu Diệp rất linh thiêng, và đặc biệt là linh thiêng với những người không có đạo. Và nhiều người có đạo họ nói họ được nhiều ơn, trong khi người công giáo thì khi ít hơn. Thì theo quan điểm của Đức ông, cái đó mình giải thích như thế nào? Thì những người mà thành tâm, thấy không? Những người thành tâm mà có cái niềm tin thì đến cầu nguyện với ngài, đó. Dĩ nhiên là ngài là cái người trung gian, đó. Thì cầu nguyện lên Chúa, đó. Thì Chúa rất thương, rất quý mến, rất là nhậm lời những người mà thành tâm, nhất là những người đơn sơ, đó. Những các bà, các cụ, tất cả mọi người, nhưng mà khi mà được thành tâm thì là cái Chúa thấy cái tâm lòng của người đó, của mình, thì Chúa sẽ ban ơn cho. Vì thế mà nhiều người lương không phải là công giáo mà thành tâm thì cũng là con cái của Chúa, thấy không? Chúa cần Chúa và Chúa ban ơn cho. Thì Đức ông có thể nói sơ về cái bộ truyền giáo mà Đức ông đang làm chánh văn phòng không? Dạ, bộ truyền giáo thì là một cái bộ của Tòa Thánh Roma, là một cái bộ của Đức Thánh Cha lo cho công việc truyền giáo ở Á Châu, Phi Châu, là hai cái lục địa mà lớn và giáo hội còn đương phát triển. Ví dụ như mình đặt ở Việt Nam, mặc dù là giáo hội rất là được tôn trọng, nhưng mà con số người công giáo ít thôi, 6-7 triệu, thành ra là thiểu số. Cho nên rằng là tên của cháu là Crystal Nguyễn. Cháu 13 tuổi, cháu dùng xe kia ma túy. Cháu lâu lắm rồi, xong đi vô tù, xong đi ra tù. Tại vì ảnh hưởng với mấy bạn bè xấu á. Xong á mẹ cho cháu uống một cái chai nước thánh của cha. Mang ở đây về. Uống vô xong ói. Nhưng mà ói ra hết. Càng tiếng ói ra hết mấy cái chất độc. Cháu uống cái chai nước mà má cháu mang từ văn phòng về. Uống một tự nhiên ói ra hết. Khi uống nước có bị ói vậy không? Không, từ hồi nãy mới uống ở trong movie theater. Con nói mẹ ơi mẹ, con mẹ ơi, Chúa phụ con. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của chương trình truyền hình Cha Trương Bửu Diệp. Ơn lành kỳ diệu mà cô Crystal Nguyễn nhận được qua niềm tin tưởng vào sự cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp, cha đã tác động và cảm hóa cô để cô nhận ra đã đến lúc phải đổi mới con người mình, quyết tâm từ bỏ con đường ma túy và nghiện ngập và mở lòng đón nhận hồng ân của Thiên Chúa như lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô trong mỗi dịp Giáng sinh về. Đường Chúa ta uống cho ngay, hố sâu hãy lấp cho đầy, non cao ta hãy san cho bằng để muôn người được thấy ơn cứu độ.
trong không khí hân hoan chuẩn bị đón mừng ngày Thiên Chúa Giáng Thế. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị chương trình truyền hình Cha Chương Bửu Diệp tập 4 với chủ đề Đổi Mới. Chương trình được bắt đầu với sự đổi mới của văn phòng và nhà thăm viếng Cha Chương Bửu Diệp. Ô, văn phòng mới sửa thế này thì thật là tuyệt vời. Tại vì tôi không thể tưởng tượng được là vị cha có thể làm một việc quá mầu nhiệm như thế này. Quá mới mẻ, mới có mấy tháng mà như thế này thì không thể tưởng tượng nổi được. Thì con thấy nó khang trang và nó ấm cúng hơn. Dạ, thì mỗi lúc con đưa cháu và gia đình tới đây thì lúc con ra về thì con trong lòng con thấy rất là vui sướng. Rồi, cô trở lại đây thì cô thấy cái phòng rất rộng rãi và đẹp. Và được cung kính hơn cái là một cái phép lạ của cha cho một cái chuyện đã là biến thể thể từ mà cái phích từ cũ mà qua mới nó cách lạ lùng bác nhìn không ra luôn, thấy nó khang trang hơn, nó đẹp hơn, kính đáo nữa. Cái chỗ nhỏ hồi cũ á thì cô vẫn thấy một sự trang nghiêm, nhưng mà bây giờ thành là một cái khung cảnh mới hơn, lớn hơn. Nhưng mà nó lòng trong đó có một cái sự ấm áp, một sự làm cho mình phải là thân thương hơn nữa. Ở vô căn phòng mới này thì tôi thấy rất là uy nghi, đẹp và rất là trang trọng. Tôi cầu cho là giữ được như thế này mãi mãi để có cơ hội tới cầu nguyện. Thì hồi kia văn phòng mà rất là nhỏ, nhưng mà cha cũng độ cho con chúng quốc thái thì nhận phòng của cha được mở rộng. Thì con thành tâm cầu xin cái gì á thì cha có cho con được cái đó. Con rất là cảm ơn cha. Hôm trước thì bên kia khu thì hơi nhỏ, nhưng mà bây giờ này qua đây thấy qua chỗ mới thì tôi rất là sung sướng. Thấy giờ chỗ nơi thông viếng cha khang trang to lớn như vậy, tôi rất là sung sướng. Hy vọng là tương lai chúng ta có một cái chỗ to lớn hơn nữa để đọc kinh hội nguyện. Bác rất là ngạc nhiên, tại vì bác có đến đây trước rồi, ở văn phòng cũ ở phía bên kia. Nhưng mà bây giờ dọn qua chỗ này rất là mới, rất là đẹp. Và cũng cảm ơn Chúa là do sự giúp đỡ, cũng như là hưởng ứng của các người đã biết về các phép lạ của cha. Để mà ủng hộ làm cho cái chỗ foundation này càng ngày càng đẹp và càng phát triển hơn ra, cũng làm cho mọi người được biết đến cha và đến sự linh nghiệm của những lời cầu nguyện. Thì tôi nghĩ đây học hoàng bây giờ mình lấy dân chúng mình đóng góp để nhờ cha giúp được Chúa muốn thì là mình sẽ làm được cái đền thờ nhỏ nhỏ của cha bên Mỹ này. Vì có nhiều người như chúng tôi nó muốn ao ước được về thăm chính mộ cha ở dưới đó. Nhưng mà tôi chưa bao giờ về Việt Nam vì còn nhiều vấn đề trở ngại đó, sức khỏe hay là này nọ đó, mình chưa thời gian với gia đình nọ kia mình chưa có đi được. Mà bây giờ nghe được văn phòng mở với ít ra là cái nhà nguyện nhỏ của cha ở đây, đi mình tới mình cũng gặp được cha hay là gì, và cho mình cứ tin là Chúa ở khắp mọi nơi, cha cũng ở khắp mọi nơi đi, thì mình tin là được gặp cha ở đây thì mình mừng lắm rồi. Và đến bây giờ thì cô đến cái chỗ này á, rất thánh thiện và rất gần gũi với mọi người. Và cô nhìn thấy cái quang cảnh ở phía ngoài là cô muốn đến với cha, nhưng mà cô không biết đường, cô cầu nguyện. Thế là tự nhiên cô thấy ở phía ngoài đề cha Phan Diêu Cô Trương Bửu Diệp sáng chói lên và kêu gọi cô tha thiết đến đây và trông cậy cha cầu nguyện cho cô những người